Xin chào mọi người. Đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Đoạn trích sau chính là một phân đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Thói quen trì hoãn. Mọi thành công hoặc thất bại trong đời đều bắt đầu từ một thói quen. Những điều bạn làm hàng ngày sẽ xác định phần lớn những gì bạn sẽ đạt được trong cuộc sống. Thói quen tạo nên lề thói, và đa phần chúng ta đều sử dụng một vài lề thói để vận hành cuộc sống của mình. Chúng ta thức dậy vào buổi sáng và làm theo một loạt hành động định sẵn: tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, ăn sáng, đi đến công ty, làm việc và trở về nhà. Một vài người chọn làm theo những thói quen cải thiện bản thân, đặt ra mục tiêu, đọc những cuốn sách khơi gợi cảm hứng, thực hiện những dự án quan trọng và phớt lờ mọi thứ vô bổ gây phân tán. Những người khác lại chọn các thói quen phá hủy bản thân, làm việc ở mức tối thiểu, ăn những thức ăn không có lợi cho sức khỏe, làm giảm khả năng sáng tạo bằng những chương trình giải trí nhạt nhẽo và đổ lỗi cho người khác khi thất bại. Trên thực tế, các thói quen có thể vừa tốt vừa xấu, chúng tạo nên con người chúng ta. Những gì chúng ta làm và những gì chúng ta có thể đạt được trong cuộc sống. Điều thú vị là mọi thói quen đều được hình thành theo cùng một cách. Khi hiểu được cách nó vận hành, bạn có thể tự tin áp dụng mọi lề thói mới và làm theo một cách kiên định. Giả sử bạn muốn viết 30 phút mỗi ngày, bạn tạo lập thói quen này bằng cách làm theo hướng dẫn mà những người khác từng sử dụng. Mỗi ngày, hãy dành một khoảng thời gian cho thói quen này. Tạo ra một cách nhắc nhở vào một thời điểm cụ thể để thực hiện thói quen này. Hãy bắt đầu bằng việc đặt ra những mục tiêu nhỏ, như dành 5 phút để viết lách chẳng hạn. Hãy theo dõi thói quen này để đảm bảo bạn đang làm nó mỗi ngày. Lên kế hoạch cho những ngày mà bạn không có hứng để viết. Nâng dần nỗ lực của bạn cho đến khi bạn viết đều đặn 30 phút mỗi ngày. Dù tốt hay xấu thì mọi thói quen đều được hình thành từ việc lặp đi lặp lại. Có những thời điểm trong cuộc đời, thói quen trì hoãn có cơ hội phát triển bởi nó đem lại cho bạn cảm giác vui sướng trong một thời gian ngắn. Song, điều mà bạn đã không làm là học cách vượt qua cảm giác lười biếng đó để thực hiện những việc cần làm. Một trong những lý do lớn nhất giải thích cho việc mọi người thường hay trì hoãn là công việc đó mâu thuẫn với những thói quen sẵn có của họ. Bất cứ khi nào bạn cố gắng làm một điều gì đó mà không phải những việc bạn làm hàng ngày, bạn sẽ cần phải có nỗ lực và ý chí thì mới hoàn thành được nó. Điều này càng đúng hơn nếu đó là một công việc nhàm chán. Giải pháp đơn giản nhất để vượt qua sự trì hoãn không phải là chiến đấu với nó. Thay vào đó, bạn cần thay thế nó bằng những lề thói tích cực có lợi cho cuộc sống của bạn. Bạn sẽ thấy rằng khi một công việc khó khăn trở thành một thói quen, nó sẽ không còn bị trì hoãn. Bạn sẽ làm nó một cách rất tự nhiên, như đánh răng, xem tivi hay lái xe. Tất cả những gì bạn cần đó là một bản hướng dẫn giúp bạn phân chia mọi công việc thành những việc làm nhỏ hàng ngày và hoàn thành những việc làm nhỏ đó. Tất cả chúng ta đều luôn muốn trì hoãn, đó là một phản ứng hoàn toàn bình thường khi phải đối mặt với thách thức khó khăn. Bí quyết để hành động ở đây là hiểu được tại sao bạn lại đang trì hoãn. Trong phần tới, chúng ta sẽ xem qua 7 lý do phổ biến mà mọi người thường đưa ra để bao biện khi bị sự trì hoãn cám dỗ. 7 lý do có thể nảy sinh khi bạn muốn trì hoãn. Không khó để nghĩ ra một cái cớ nào đó để trì hoãn. Bí quyết ở đây là phải biết khi nào một lý do là hợp lý và khi nào đó chỉ là một cách khôn lõi để mình né tránh việc thực thi nhiệm vụ mà thôi. Phần lớn những cảm giác trì hoãn của chúng ta khởi nguồn từ một nỗi sợ hãi tiềm thức hoặc từ một niềm tin khiến chúng ta tự giới hạn bản thân mình. Khi dành thời gian để khám phá những ý nghĩ này, bạn sẽ nhận ra rằng thật dễ dàng để chiến thắng được chúng và tạo ra một tư duy tích cực hướng đến hành động. Trí óc của bạn là một bộ máy diệu kỳ. Nó cung cấp cho bạn nguồn sức mạnh để tạo ra bất kỳ thứ gì từ trí tưởng tượng. Mặc dù vậy, nó cũng có thể hạn chế khả năng hoàn thành công việc của bạn. Chúng ta thường bị mắc kẹt trong một dự án không phải vì thiếu động lực hoàn thành nó, mà bởi những dạng suy nghĩ tiêu cực luôn lẩn vẩn trong đầu chúng ta. Căn nguyên của thói quen trì hoãn đến từ niềm tin khiến chúng ta tự giới hạn bản thân. Khi những suy nghĩ đó không được kiểm soát, chúng chính là nguyên nhân nảy sinh ra những cái cớ biện minh cho việc không hoàn thành một dự án hoặc công việc. Mặc dù vậy, khi thách thức những lý do đó, bạn sẽ thấy rằng đa phần chúng là kết quả của những nỗi sợ tiềm ẩn hoặc những dạng thói quen tiêu cực.
Mọi người thường đưa ra 7 lý do để bao biện cho việc trì hoãn. Cần hiểu được lý do tại sao chúng lại xuất hiện và bạn sẽ tiến được gần thêm một bước nữa tới việc chiến thắng được sự trì hoãn. Im lặng. Lý do 1. Nó cũng chẳng quan trọng lắm. Mọi người thường né tránh những công việc có vẻ không mấy quan trọng. Chúng đôi khi là những công việc không đòi hỏi quá khắt khe về mặt thời gian, có lúc lại là một công việc nhàm chán và chẳng liên quan gì đến mục đích dài hạn. Và có khi, nó đòi hỏi bạn phải vượt qua được một nỗi sợ hãi lớn. Không cần biết ý nghĩ nào đang lướt qua đầu bạn, nhưng có những lúc chúng ta thường trì hoãn một công việc bởi nó chẳng có vẻ gì là quan trọng. Một trong những liều thuốc đơn giản nhất để chữa căn bệnh chẳng quan trọng lắm là phát triển thói quen ra những quyết định đơn giản. Hoặc là bạn tập trung hoàn thành nó, hoặc là lấy can đảm loại bỏ nó khỏi những việc cần làm. Một trong những cách tốt nhất để vượt qua được sự trì hoãn là đưa ra những quyết định khó khăn trong cuộc sống, kể cả việc loại bỏ những thứ đôi khi có vẻ quan trọng. Lý do 2. Tôi cần làm trước. Nhiều dự án thường bị đình lại bởi có một công việc đặc biệt bức thiết khác chen chân vào. Dù đó là một cú điện thoại, một dự án chen ngang hay một vụ mua bán đơn giản, thì những điều này cũng rất dễ tạo ra sự trì hoãn khi phải hoàn thành chúng trước mọi công việc khác. Bạn có thể loại bỏ lý do này vĩnh viễn bằng cách phát triển thói quen xác định một cách trọn vẹn từng dự án. Yếu tố then chốt ở đây là chia nhỏ chúng thành một loạt những hành động nhỏ mà bạn thực hiện hàng ngày. Lý do 3. Tôi cần thêm thông tin. Đôi khi đây là một lý do hợp lý. Chúng ta thường có những công việc đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ càng trước khi bắt tay vào thực hiện. Mặc dù vậy, đây cũng khó có thể là một lý do chính đáng nếu bạn thực hiện công việc đó theo tuần. Giải pháp đơn giản nhất dành cho vấn đề này chính là lấy thêm thông tin. Không bao giờ nên lấy việc không biết cách làm để làm lý do né tránh một dự án. Ngày nay, không khó để học các kỹ năng hay tìm người trợ giúp. Lý do 4. Tôi bị quá tải. Chúng ta ai cũng đều từng bị quá tải cả. Nó khiến chúng ta có cảm giác như dù có 3 đầu 6 tay thì chúng ta cũng không hoàn thành hết được. Vấn đề này thường xảy ra với những người cảm thấy mình phải có trách nhiệm tự làm tất cả mọi việc. Cảm giác quá tải có thể được loại bỏ bằng cách tập trung vào những công việc quan trọng và ủy thác hoặc loại bỏ những công việc khác. Một khi biết xác định đâu là điều quan trọng thì không khó để tự xử lý từng nhiệm vụ một và hoàn thành mọi việc một cách nhất quán. Lý do 5. Giờ tôi không có thời gian. Đây cũng lại là một lý do thực sự hợp lý. Đôi khi, bạn phải tập trung vào một dự án và không thể bắt đầu một dự án khác. Dù vậy, lý do không có thời gian thường dẫn đến một thói quen trì hoãn khó chịu, khiến bạn luôn gác lại những việc quan trọng. Khi bạn nói, giờ tôi không có thời gian, thì có thể ý bạn là trong tương lai, công việc sẽ dễ dàng hơn và thú vị hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người đưa ra lý do này với hy vọng ngầm rằng công việc đó cuối cùng sẽ không cần làm nữa. Nếu bạn cứ tiếp tục trì hoãn hành động theo kiểu để mai tính mà không ai biết mai là lúc nào, thì khả năng cao là bạn sẽ không bao giờ hành động. Lý do 6. Tôi lại quên làm nó mất rồi. Mọi người thường trì hoãn một công việc vì họ quên. Chắc chắn nhiều khi chúng ta lơ đễnh và để một thứ gì đó trôi tuột khỏi tâm trí của mình. Tuy vậy, căn bệnh đãng trí mãn tính là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang phản kháng mạnh mẽ việc thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Có thể bạn không coi nó quan trọng, có thể bạn lo sợ bị thất bại, hoặc có thể hệ thống tổ chức bạn đang sử dụng không hiệu quả. Vấn đề ở đây là quên không phải là một lý do chính đáng để trì hoãn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cần phải quyết định rằng hoặc là bắt đầu thực hiện, hoặc là loại bỏ nó. Lý do 7. Tôi không thích làm việc này chút nào cả. Chắc chắn sẽ luôn có những công việc mà chúng ta e sợ. Bí quyết ở đây là chúng ta phải phân biệt được khi nào một công việc cần được hoàn thành và khi nào nó có thể bị loại bỏ mãi mãi. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa hai điều này và né tránh những công việc có thể có những tác động tích cực dài hạn đối với cuộc sống của chúng ta. Không nên trì hoãn làm việc gì đó chỉ vì bạn không thích. Tốt hơn lại phân tích tại sao bạn ngại làm việc đó để xem nó có phải là một dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn không. Tại sao phần lớn những lời bao biện đều vớ vẩn? Bao biện là căn bệnh của tất cả mọi người. Dù bạn có thành công đến đâu thì chắc chắn cũng có đôi lúc bạn nảy ra một lý do để không phải làm một việc gì đó. Đó là lý do tại sao việc hình thành nên những thói quen để ngăn chặn và vượt qua tư tưởng bao biện là điều vô cùng quan trọng. Bạn sẽ nhận ra rằng việc kháng cự lại sức hấp dẫn của việc trì hoãn quá ư dễ dàng.
Hãy bắt đầu hành trình với thói quen trở thành một người nói không với trì hoãn. Đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn nghe trọn bộ nội dung tại MyDio.vn nhé. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.